anh chị đã đổ bê tông mái chéo và anh chị đang lăn tăn cái vấn đề là dán ngói trực tiếp hay làm hệ khung kèo trên bê tông mái dốc các anh chị đã đổ mái chéo, thì ngày hôm nay xin mời anh chị hãy cùng tôi lên mái để xem anh chủ nhà của chúng tôi đã lựa chọn giải pháp gì. Xin mời. Xin chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của TTT Việt Nam. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Khoái Châu, Hưng Yên, đất nhãn các bạn ạ. Và ở đây thì tôi đang triển khai cho anh Minh một cái công trình mái thái. Đó, các bạn có thể thấy đằng sau tôi đây là 1, 2, 3, 4 tầng, mái thái 4 tầng. Đó, thì ngay ở cái đầu video thì tôi đã có chia sẻ là anh chị đã đổ bê tông mái chéo. Thì anh chị đang băn khoăn cái việc là nên dán ngói trực tiếp hay là sử dụng hệ khung kèo trên bê tông mái dốc, đúng không ạ? Thì ngay tại chỗ tôi đang ngồi đây, đó là một công trình gọi là công trình mới của anh, nó khoảng tầm 40 mét thôi. Đó, thế nhưng mà anh ở đây thì anh sử dụng ngay khi anh đổ bê tông đây, các bạn có thể thấy này, cốt bê tông này, chưa cần láng cái gì cả các bạn nhé. Đó, thì anh đã sử dụng hệ khung kèo thép siêu nhẹ, liên kết 100% ốc vít không hàn xì. Đó, đó là cái phương pháp mới thay thế cái việc các bạn phải dán trực tiếp ngói lên mặt bê tông. Đó, đây các bạn có thể thấy khoảng cách cầu phong của chúng tôi để lấy phẳng đấy ạ. Cái thanh này là thanh lấy phẳng các bạn nhé, thanh cầu phong khoảng cách là 1m1 các bạn ạ. Đó, li tô thì chúng tôi chia theo ngói rồi, toàn bộ liên kết bằng 100% ốc vít không hàn xì. Đó, cái việc liên kết xuống mặt sàn thì chúng tôi dùng con bu lông nở đây, anh camera có thể quay sát vào cho tôi đây, con bu lông nở đó để liên kết xuống mặt bê tông để làm sao tạo được cái độ chắc chắn nhất bạn nhé. Cái ưu điểm của cái giải pháp này là gì so với cái việc mà các bạn đang dán trực tiếp bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy ngay cái mặt bê tông nó không phẳng đâu các bạn ạ. Khi mà các bạn đổ để mà cán phẳng được đối với cái mái trượt nó rất là khó, cực kỳ là khó luôn. Vì vậy là chúng ta cần phải cán lại. Đó, mà khi cán lại thì cái việc kết dính giữa cái mặt bê tông cũ và cái lớp vữa mới nó rất là khó. Đó, thì để mà cán được rất mất nhiều công và đòi hỏi thợ rất là lành nghề mới có thể cán được. Thay vì như thế thì chúng tôi sẽ sử dụng hệ khung kèo như thế này. Đó, để lấy phẳng luôn, các bạn không cần phải cán quá nhiều. Thứ hai là cái các bạn có thể nhìn thấy từ cái khoảng cách mặt bê tông lên đến trên cái mặt ngói, nó sẽ rơi khoảng 10 phân, nó tạo ra cái dòng đối lưu ở trong lòng mái. Nó làm cho cái mái nó mát hơn, các bạn có thể hình dung như cái cửa kính các bạn ạ. Đó, cửa kính hai lớp, có lớp sân không cách nhiệt ở trong. Đó, và ở phía sau đây là một công trình cũng là trong cái khuôn viên của nhà anh Minh thôi bạn nhé. Thì đối với cái công trình này thì chúng tôi đã tháo cái ngói vẩy cá các bạn ạ, mà anh đã dán, chắc anh đã phải tâm sự với anh bảo làm tầm hơn chục năm rồi, có thể là gần 20 năm rồi các bạn ạ. Đó là dán ngói vẩy cá. Đó, và khi mà anh thay đổi quyết định sang anh lựa chọn ngói Shinko để làm sao cho cái phong cách nhà nó hiện đại hơn một chút. Đó, thì chúng tôi đã bước một là chúng tôi đã tháo cái lớp ngói đó ra, tháo cái lớp ngói đó ra và sử dụng hệ cầu phong lito thép siêu nhẹ cũng giống như ở dưới này các bạn nhé. Đó, anh Minh anh cũng là một người rất cẩn thận và đầu tư khá là kỹ lưỡng trong ngôi nhà của mình, và anh ấy cũng quyết định là thay đổi toàn bộ, chuyển sang sử dụng hệ khung dàn thép siêu nhẹ, hệ cầu phong lito hai lớp trên bê tông mái dốc. Đó, các bạn có thể thấy ở đây chúng tôi đang hoàn thiện rồi, đắp cả úp bò rồi các bạn ạ. Đó, rất là đẹp. Một anh em thợ đang ở trên mái thôi. Ở đây thì anh cũng căng lưới chắn rất là an toàn. Đó, và đối với cái ngói Shinko thì cái đường bò của nó thì có cái gân, các bạn có thể nhìn thấy từ xa này, các bạn có thể nhìn thấy cái gân. Đó, ở đây thì anh Minh cũng sử dụng cái hệ thống chống sét chủ động các bạn nhé. Đó, hệ thống chống sét chủ động đó là thu sét trực tiếp, đó đưa xuống lòng đất. Đó, các bạn ạ, các bạn có thể thấy đó. Nếu anh chị và các bạn có đang lăn tăn hoặc là băn khoăn về cái giải pháp khi mà anh chị đã đổ cái bê tông mái chéo rồi là lên dán hay là làm hệ khung kèo trên bê tông mái dốc, thì anh chị hãy liên hệ với tôi, OK Siêm của TTT Việt Nam, để nhận được những cái tư vấn hoặc là những cái giải pháp giống như anh Minh anh đã lựa chọn bên tôi là đơn vị cung cấp và thi công cái giải pháp này cho anh.
xin cảm ơn.